bên em về được cục công suất đây nhá. Đây là cục công suất này là con CR185 của Onkyo quý vị nhá. CR185 của Onkyo. Hàng về thì vỏ còn rất đẹp này. Vỏ máy còn rất là ok nhá. Quý vị có thể thấy là vỏ máy còn rất tuyệt vời. Và cái kẹp loa còn rất hoàn hảo. Các đầu vào đây. Đầu vào cho tép và đầu vào của MD cũng bên đây nhé, tức là có hai đầu vào để phục vụ cho quý vị cắm điện thoại và nghe nhạc nhé. Đây. Với một số cái dòng TV smart người ta hỗ trợ cả các cổng âm thanh đầu ra bằng tai nghe nữa, thì quý vị hoàn toàn có thể cắm cổng đó để quý vị phát nhạc cho cái con công suất này nhé. Đây. Con này là con CR185 của Onkyo nhé. Đấy, hàng nó về thì nó hơi bị chút cái vết xước do ra quá trình vận chuyển các cái cục dàn nó cọ vào nhau. Đấy, thì em bán thanh lý giá rẻ con này nhé. CD vẫn đọc bình thường quý vị nhé, CD vẫn đọc. Bên quế, bây giờ em test thì CD vẫn đọc bình thường, công suất vẫn ra ok nhé. Đây, cái này thì con này nó có chiều kích thước như sau, đôi 20 này, 20 vừa ở đây nữa là khoảng tầm 1, 2, 3, 4 cm, nó khoảng 24 cm là chiều rộng nhé, à, chiều sâu của nó nhé. Đây, chiều rộng đây là đôi 21, 20, 19 hoặc 20, đây, tầm nó 18 hoặc là 19 gì đấy. Đây, một găng tay em là 21 rồi thì đây, chỗ này thì nó khoảng tầm 20, đấy, nhé, 20. Và chiều cao của cục này 20, đây chiều cao đây, chiều cao đây, đôi 12, 13 gì đó, vâng, nhé, cao khoảng 12, 13. Đây. Con này công suất của nó là đi 40W nhé, 40W. Đây. Nó dùng để kéo các cái loa mini bookshelf rất là tốt, thậm chí nó còn giải như quý vị nhé, nó còn giải cũng được nhé. Đây. Có cả FM cho quý vị để quý vị nghe đài nhé, này con FM bao nhiêu thì em không tìm hiểu lắm. Cái này em bao công suất là chính thôi, quý vị về tìm hiểu thêm nhé. Đấy, bao CD công suất, còn đâu là các cái chức năng thêm ở ngoài này quý vị tìm hiểu thêm giúp em nhé. Đấy. Mọi thông tin chi tiết về cái con cục này thì vui lòng liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0966594581 nhé. Và cái con công suất này bên em bán thanh lý với giá là 850.000 đồng quý vị nhé, 850.000 đồng cho quý vị nào ai có nhu cầu mua con này. Đấy. Bình thường nha, những con này nếu như mà hàng nó đẹp bên em phải bán là 990.000 này, thì nhưng mà con này nó hơi có một vết xước nhỏ ở đây, do quá trình vận chuyển bên em bán với giá là 850.000 nhé. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0966594581. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Chào mọi người.